Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Boss Dog. Hôm nay Boss Dog lại lên xe để chia sẻ gửi tới quý vị khán giả một trong những dòng giống tứ quyền của Việt Nam, dòng giống hơ mông cọc đuôi. Đây là một em hơ mông cọc đực nâu đỏ. Mọi người theo dõi thì có thể có nhu cầu muốn sở hữu một em mông cọc nâu đỏ như thế này thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Đây, mình sẽ cho mọi người xem có đốm lưỡi không, nhưng mà con này không có đốm lưỡi tí nào. Đấy, mặt mũi thì cũng rất là to, hầm hố. Và mình cho nó nằm xuống như thế này để cho mọi người xem có phần ngực nó có bị trắng tí nào không. Có một tí chấm trắng ở ngực nhá. Và em này là đực. Đấy, nâu đỏ. Huyền đề đơn hai chân sau nhá. Anh em nào mà có nhu cầu thì muốn nuôi làm thú cưng hoặc là muốn nuôi trông giữ nhà đều có thể là được nhá. Và sau đây mình cũng xin phép được báo giá gửi tới quý vị khán giả theo dõi video. Em cọc đực nâu đỏ này mình giao bán là 2,6 triệu, không bao ship. Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Trong quá trình theo dõi video, anh em nào mà có những vấn đề gì thắc mắc chưa hiểu rõ mà muốn tìm hiểu rõ kỹ càng hơn thì có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc comment ở phần bên dưới để mình biết, mình sẽ chia sẻ gửi tới quý vị khán giả. Thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.